Shishuma. Vẫn là những pha đỡ bóng của Shishuma. Cao nhỏ. Vẫn là Nguyễn Thị Xuân. Libero Diệu Linh chơi rất hay. Lê Tuyển. Phòng thủ rất tốt. Hy vọng hiệp hai mọi sự sẽ thay đổi. Phòng thủ tốt. Kim hội bỏ nhỏ chưa được. Phan Văn Cường cú phát bóng. Vẫn còn nỗ lực. Những tình huống nhà phát bóng của Roque đang gây khó khăn cho tuyển Việt Nam. Nhưng vừa rồi sau khi mà Tạ Diệu Linh điều chỉnh được 1-1.